rõ hả? Đây xong dòng cầu Tây, bây giờ nó thành dòng Lục Bình nhưng mà còn dòng sông nữa. Lục Bình chạy tới đây nè, rồi chắc trong trống cái chân vịt chắc là phải có cái đồ cắt ngọt mới được chứ hồi nó quấn chẻ Lục Bình lao tới rồi. Rồi, lên xe xuống rồi. Đúng rồi, ghê lắm. Lui lại, rắn ngay lại. Xuống đỏ.